cho các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp. Ngày hôm nay lại là một phim mà Bắp kể khác nữa, Bắp sẽ mang đến với các bạn với một bộ phim có tựa đề là Sợ Đến Chết. Đây là một bộ phim được sản xuất vào năm 2008, là một bộ phim rất là lâu rồi, hơn một thập kỷ rồi các bạn. Cho nên chất lượng hình ảnh thì dĩ nhiên nó sẽ không đáng sợ bằng những cái bộ phim hiện đại. Tuy nhiên nói về nội dung thì nó cũng khá hay và thú vị. Vì vậy cho nên hôm nay Bắp sẽ quyết định kể cái bộ phim này cho các bạn nghe. Đây cũng là một bộ phim gồm 3 cốt truyện hoàn toàn khác nhau được gói ghém trong 1 tiếng 20 phút. Cốt truyện đầu tiên không liên quan dính líu gì tới 2 cốt truyện còn lại, vì vậy cho nên các bạn có thể chọn coi một trong 3 cốt truyện ở trong tập phim này mà không cần phải coi phần còn lại. Có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Có liên quan một chút thôi, nhưng mà thôi chắc cái vấn đề liên quan nó cũng không đáng kể đâu các bạn, cho nên các bạn coi phần nào cũng được hết. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong cốt truyện đầu tiên của Sợ Đến Chết. Đây là cốt truyện có liên quan tới một anh chàng rất là đam mê cờ bạc, có rất là nhiều thể loại cờ bạc khác nhau. Riêng nói về trong cái hoàn cảnh này thì có thể đây là một bộ phim của Hồng Kông. Đó là nguyên do vì sao mà cái cờ bạc ở đây đánh mạnh vào khía cạnh gọi là mạt chược á. Tại vì ở Hồng Kông người ta chơi mạt chược rất là nhiều. Và có một người đàn ông tên là Cảnh, anh ta bắp đoán chắc khoảng chừng 25 tuổi và anh ta cực kỳ mê chơi bài mạt chược, chơi mà thậm chí tán gia bại sản, chơi mà mắc nợ rất là nhiều. Và đặc biệt á, là có một người chủ nợ là một người chị đại khét tiếng tên là chị Lợi. Nói là chị Lợi thì các bạn nghĩ là một người phụ nữ, nhưng không các bạn, đó là một anh lực lưỡng cao to mập mạp. Nhìn ảnh cũng rất là dễ thương. Chỉ có điều là ai mà nợ tiền của chị Lợi là chị Lợi sẽ tới xử đẹp nha cưng. Cái lần đó là cái lần mà Cảnh đã nợ rất là nhiều tiền từ chị Lợi rồi. Và chị Lợi có cho đàn em tới đánh, đánh Cảnh quá trời luôn. Sau khi đánh Cảnh thì chị Lợi có cho Cảnh là 13 ngày. Cho thời hạn là 13 ngày mày làm cái gì đó không biết, miễn sao sau đúng 13 ngày là tính từ ngày hôm nay, hết ngày hôm nay là mày còn 12 ngày nữa, tới cái ngày 13 là tao sẽ tới tao đòi tiền tiếp. Tới đó mà không có tiền trả là chị mày xử đẹp. Xử đẹp thì mình cũng hiểu rồi, là chém không thương tiếc. Nghe như vậy Cảnh rất là sợ. Và ở nhà Cảnh đâu có phải là ở một mình đâu các bạn, ổng còn có một người vợ, và người vợ đang mang bầu sắp đẻ nữa chứ. Vợ ở nhà thì sắp đẻ rồi mà không chịu ở nhà chăm sóc vợ, cứ đi ra ngoài chơi đánh bài, đánh để gỡ, mà càng gỡ thì càng thua thì càng mượn tiền thì lại càng thua nữa, cho nên nợ cứ như vậy mà chồng chất. Trong cái đêm đó là vợ của Cảnh gọi mấy cuộc điện thoại luôn, nói với chồng mình là em đau bụng quá, em nghĩ là em sắp sanh rồi. Nhưng mà Cảnh lo đánh bài mạt chược đâu có nghe điện thoại đâu. Lúc đó Cảnh đang đánh bài chung với bạn của mình. Bài mạt chược thì Bắp cũng chỉ nghe và coi phim thì biết là người ta có đánh bài mạt chược rất là nhiều, chứ Bắp cũng chả biết là cái bài đó chơi như thế nào nữa. Nhìn có vẻ rất là thú vị nhưng mà chơi thì chắc là rất là khó. Bài mạt chược thì chắc là hẳn các bạn đại đa số đều biết là sẽ có 4 người ngồi ở 4 góc, sau đó là chơi những cái con cờ mạt chược. Và nhìn nó rất là khó hiểu luôn. Bữa đó Cảnh ngồi chơi với 3 người bạn khác. Khi đang đánh bài mạt chược thì cái một người bạn hình như là ngồi đối diện với Cảnh. Cái lúc đó là anh ta đang cầm lên một cái con bài gì đó và tính đánh ra rồi. Và cái con bài đó tên là Bạch Bản. Không hiểu sao là ổng đính đánh ra, nhưng mà khi mà đánh ra thì lại có cái một cái gì đó nó khựng cái tay của cái người đó lại. Và sau đó anh ta mới té xuống và dãy đền đạch luôn. Mọi người mới gọi xe cứu thương tới và đưa anh bạn này đi. Không biết là anh bạn này có cứu sống được hay không, nhưng mà bị xe cứu thương đưa đi. Lúc đó là tự nhiên con mắt trợn tròng lên, rồi người giật tưng 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 luôn các bạn. Cảnh còn nhớ cái con bài đó trên tay của cái anh đó là Bạch Bản. Sau khi đã gọi xe cứu thương và đưa anh bạn đó đi rồi, Cảnh còn rủ 2 người bạn còn lại là: các anh còn muốn chơi nữa không? Chơi nữa thì tôi sẽ kiếm thêm người, kiếm thêm tay chơi. Hai người kia thấy bạn của mình bị vậy đâu còn tâm trí gì chơi đâu các bạn, kêu thôi mày muốn chơi mày chơi, mình mày đi. Rồi hai người kia bỏ đi. Thế là một mình Cảnh lại đi lang thang trên con đường, mới lấy điện thoại ra nghe. Nghe được tin nhắn của vợ mình. Nghe được tin nhắn là nói là em đau bụng quá, em nghĩ là em sắp sanh rồi. Nhưng mà lúc đó Cảnh vẫn không có mảy may lo lắng gì hết. Tại vì lúc đó Cảnh có tới 13 tin nhắn. Cảnh lại tiếp tục nghe. Cái tin nhắn kế tiếp là của chị Lợi lại đòi nợ. Xong rồi tin nhắn kế tiếp nữa là của vợ. Rồi vợ Cảnh mới nói là em tới bệnh viện rồi. Rồi tin nhắn kế tiếp nữa lại là của vợ Cảnh. Vợ Cảnh nói là tới bệnh viện nhưng mà bác sĩ nói là hôm nay em vẫn chưa có sanh được, cho nên về nhà không sao cả. Khi đó ổng còn tự nói với mình là trời hên quá, hồi nãy không nghe điện thoại, nghe điện thoại là chạy về, cái con vợ nó lo lắng lo xa quá, chạy về nhà là mất tôi chuyện rồi, đâu có gì làm đâu mà cứ ăn no mà lo xa dữ. Trời, ổng vô tâm dễ sợ luôn, vợ sắp đẻ mà ổng còn vậy đó.
Sau khi nghe điện thoại xong, Cảnh mới đi về nhà. Khi mà đi về gần tới nhà rồi thì thấy nguyên một đám nợ khác nữa. Ngoài chị Lợi ra là Cảnh còn mượn nợ người khác nữa, lại nguyên một đám khác đứng đòi nợ. Và cái đám đó dí Cảnh, ông chạy một hồi, ông hoảng quá, ông không biết phải làm gì hết. Thế là ông nhảy xuống dưới cái lầu luôn. Và sau đó là xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện. Khi mà đưa vào bệnh viện á, mấy cái người đòi nợ mới nói là sẽ coi tình hình sức khỏe của Cảnh như thế nào rồi ghi chép lại để mà về nộp cho người chủ của họ, rồi sẽ theo dõi Cảnh. Và gì, đâu có để cho Cảnh chết được, phải sống để mà kiếm tiền trả nợ chứ. Hiện tại thì Cảnh phải nằm ở trên giường bệnh và không có đi làm được để mà kiếm tiền trả cho mấy cái người chủ nợ. Cho nên mấy cái người đi đòi nợ, người ta đành phải đi về thôi. Một mình Cảnh nằm ở trên giường bệnh, và có vẻ như là đêm hôm đó Cảnh phải ở lại bệnh viện. Vào khoảng chừng lúc nửa đêm, ở bên ngoài gió rít thổi y xì đùng ở bên ngoài luôn các bạn. Và đó là một đêm phải nói là chuẩn bị bão tới. Trong cái phòng của Cảnh nằm, nó cũng không hẳn là cái phòng nữa các bạn, có một cái giường bệnh nằm ở đây. Sau đó có cái rèm, nó ngăn cách cái giường bệnh của người bệnh nhân này với cái giường bệnh của người bệnh nhân kế tiếp. Cũng mọi thứ nó chỉ được ngăn cách bởi một cái tấm rèm màu trắng mà thôi. Thì lúc đó ở bên ngoài tấm rèm màu trắng, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay thò qua trong lúc mà Cảnh đang nằm ở trên giường bệnh. Khi mà nhìn kỹ lại thì đó là một người bạn của Cảnh. Hay nói chính xác hơn là cái người đó nợ tiền của Cảnh. Trời ơi, con nợ mà cũng có lúc thành chủ nợ nữa. Nhưng mà cái người đàn ông đó không có vào bên trong để nói chuyện với Cảnh. Ông ta vẫn đứng ở đằng sau tấm rèm, chỉ hé cái tấm rèm ra và cho Cảnh thấy một nửa mặt của ổng thôi. Người đó tên là Hoàng Tuyền, tên gì cũng ngộ. Hoàng Tuyền nghe giống như là Hoàng Tuyền á, đường ở dưới địa phủ vậy đó. Ông đó ổng mới nhìn Cảnh, rồi khi mà Cảnh nhận ra cái người đó là ai, Cảnh mới nói là ông trả tiền cho tôi đi chứ, mượn hoài là không trả. Cái ông đó ổng có vẻ như bệnh rất là nặng luôn. Ổng mới nói với Cảnh là trời, bây giờ tôi không có tiền trả cho anh đâu, anh có đòi tôi cũng chẳng có tiền tôi trả đâu. Mà mặt ổng xanh lè à các bạn, môi hả trắng bệch luôn. Ổng nói chuyện với Cảnh á, ổng vừa nói mà ổng vừa ho ra máu. Cái lúc đó là ổng đang đứng sau cái tấm rèm màu trắng. Ổng nói một hồi cái ổng ho ra máu và máu văng lên trên cái tấm màn màu trắng đó luôn, nhìn ghê lắm. Thì Cảnh vẫn nói chuyện với ổng thôi, tại cách một cái khoảng cách cũng một khúc như thế này. Thì lúc mà nói chuyện á, ổng mới nói với Cảnh là bây giờ thì tôi nghĩ là chắc tôi cũng không qua nổi đâu. Thôi bây giờ tôi sẽ cho anh cái này. Nói xong, ổng mới lấy ra một cái đồng xu cũ, rồi ổng đưa cho Cảnh. Lúc đó Cảnh cầm cái đồng xu đó, Cảnh mới nói là cái này là cái gì? Đáng giá bao nhiêu tiền? Cái này là đồ cổ sao? Có thể đem đi cầm sao? Hoàng Tuyền mới nói với Cảnh là không, cái đồng xu đó không đáng giá đâu, nhưng mà nó có giá trị tâm linh rất lớn. Khi mà cậu đi chơi đánh bài mạt chược, cậu hãy ngậm cái đồng xu đó vào trong miệng. Trong liên tiếp 13 ngày, mỗi lần chơi cậu hãy ngậm nó vào trong miệng, thì cái ngày đó cậu sẽ được thắng mạt chược, sẽ tới một ván thập tam yêu. Và đặc biệt, trong một bộ bài mạt chược, cậu phải chọn ra một con mà cậu muốn tới. Cảnh suy nghĩ một hồi, nghĩ tới cái chuyện hồi nãy á, khi mà bạn của Cảnh cầm cái con bài, đó là cái con bạch bản, sau đó tự nhiên bị ngất xỉu, thì đột nhiên Cảnh lại có thiện cảm với cái con bài đó. Cho nên Cảnh mới nói là nếu mà bắt buộc phải chọn một con á hả, thì thôi tôi sẽ chọn con bạch bản. Hoàng Tuyền mới nói với Cảnh là cậu đã chọn bạch bản rồi, thì khi mà cậu đánh, bất cứ con nào mà cậu có thể ăn, cậu cũng không được quyền ăn ngoại trừ con bạch bản, thì sau đó cậu sẽ được thắng thập tam yêu. Và cái bài này nó rất là ma quái. Khi mà cậu đã thắng thập tam yêu thì mỗi một ngày giới hạn chỉ được một lần thắng thập tam yêu mà thôi. Sau đó cậu sẽ không thắng được nữa. Và mỗi một ngày chỉ thắng một lần thập tam yêu. Và cậu hãy nhớ rõ một điều, khi cậu đã chơi rồi thì không có được ngừng lại và phải chơi liên tiếp trong vòng 13 ngày. Trước khi chơi phải ngậm nó vào trong miệng và phải nhớ kỹ một điều, cậu đã chọn con bạch bản thì cậu chỉ sử dụng con bạch bản đó để mà thắng bài mà thôi. Hãy nhớ rõ điều đó. Còn nếu như cậu sử dụng một cái con khác để thắng bài thì cái vòng lặp này sẽ mãi mãi không bao giờ được dừng lại. Nói xong rồi ông Hoàng Tuyền ông mới rời đi. Lúc mà ông rời đi tự nhiên sấm đánh một cái rầm khiến cho Cảnh hết cả hồn luôn. Mà cái bộ bài mạt chược, nó riêng về mạt chược nha, Bắp không hiểu gì về mạt chược hết. Nếu như có một người hiểu về mạt chược thì người ta nói mình nghe sẽ rất là hay. Nhưng mà Bắp thì chả hiểu là cái cơ chế hoạt động nó sẽ như thế nào, tại sao là thắng bài như thế nào, thì Bắp chỉ đoán thôi. Là một cái dân không hề biết gì về mạt chược thì đây là Bắp đoán. Khi đánh bài người ta sẽ có thể bóc ra được một cái quân bài bất kỳ nào đó. Thì nếu mà thắng được thì người ta sẽ đánh cái quân bài đó ra và ù tới. Thì có thể trong một cái bộ bài mạt chược có rất là nhiều con, và tùy theo cái bài mà người ta chơi, người ta có thể sử dụng cái con nào tùy thuộc vào trong cái tình thế đó để mà tới bài. Nhưng một khi Cảnh
đã quyết định ngậm cái đồng xu đó ở trong miệng, cũng như là Cảnh đã nói là Bạch Bản chính là con mà Cảnh có thể tới duy nhất. Thì khi mà Cảnh chơi á, nếu mà Cảnh có một cái con khác không phải là Bạch Bản mà Cảnh có thể sử dụng để tới được, Cảnh vẫn không được xài nhịn để cho người khác tới. Chỉ khi nào bóc được cái con Bạch Bản thì mới sử dụng con Bạch Bản đó để ù tới ăn tiền. Và trong nguyên một cái lần chơi thì chỉ được sử dụng con Bạch Bản để tới thôi. Và ông Hoàng Tiền ông còn nói khi mà ngậm cái đồng tiền đó vào trong miệng á, là ma nó sẽ giúp cho cậu thắng bài. Thì cũng là phải thắng một vài ván Bạch Bản thì nó mới cho thập tam yêu. Thập tam yêu là một cái giống như là chơi tiếng lên á, mà được gọi là gì đó các bạn, được 6 đôi á. Thập tam yêu là một cái gì đó rất là đặc biệt và rất khó, khó người nào để có được thập tam yêu. Nhưng mà khi đã tới thập tam yêu thì có thể ăn được rất là nhiều tiền. Các bạn tưởng tượng nha, Thanh Nhã Bắp tìm hiểu sơ sơ. Thì khi mà người ta cầm mũi nguyên một cái đống bài, trong đó có 13 con, mà 13 con đó phải hoàn toàn khác nhau. Cái con thứ 14 thì có thể là một con trùng với một trong 13 con kia. Thì làm sao mà có thể bóc được 13 con hoàn toàn khác nhau được, như vậy rất là khó. Nhưng mà nếu như Cảnh ngậm cái đồng tiền đó ở trong miệng thì chắc chắn sẽ được tới thập tam yêu một lần trong ngày. Cái đồng tiền đó khi mà Cảnh ngậm ở trong miệng thì sẽ không phải là cứ chơi là tới, mà có thể là lúc thắng lúc thua. Nhưng khi đã thắng rồi thì sẽ thắng lớn và ăn rất là nhiều tiền. Thì cái cơ chế hoạt động của cái đó là như vậy. Và có một điều đặc biệt nữa là Hoàng Tuyền còn nói với Cảnh là chỉ đúng 13 ngày và thập tam yêu cậu chơi làm sao mà ở trên cái bàn chơi của cậu thập tam yêu chỉ là 13, không được 14, cũng không được 15. Tức là một bàn chơi khi mà một mình Cảnh đã có được thập tam yêu rồi và đúng cái lần thứ 13 đó thì không sao. Nếu như mà Cảnh xui, người kế bên Cảnh cũng được thập tam yêu, thì trong cái lần chơi đó có một thập tam yêu thứ 14, lúc đó Cảnh chết chắc. Thì đó là những gì mà cái ông Hoàng Tuyền ổng nói, cho nên chơi là phải chịu. Lúc đó là bí quá các bạn, thì ổng nói gì mình nghe vậy thôi. Cảnh cầm cái đồng tiền và cũng bỏ vào trong túi, nghĩ là nó nếu mà đúng thì tốt, còn không đúng thì thôi. Qua ngày hôm sau, Cảnh lại có kèo trên mặt trượt nó, chứ trên mặt trượt là kèo không bao giờ hết. Quen mấy cái bà nội trợ, tới nhà của mấy bà nội trợ rồi bắt đầu bày sòng ra bốn tay, bốn người ngồi bốn góc của cái bàn ngồi chơi với nhau. Rồi chơi ở những sòng bài có rất là nhiều chỗ có thể chơi mặt trượt, còn ông Cảnh là dạng như là bài bạc dữ lắm cho nên quen nhiều mối lắm. Khi mà tới cái nhà này là một cái nhà của ba bà nội trợ hẹn nhau ở đó chơi và có Cảnh tới. Là chỉ có ba người đàn bà, có một mình Cảnh ở đó thôi. Mà ba người này khi mà hẹn Cảnh tới á, kiểu như là ba bả rất là tự tin là sẽ thắng Cảnh, sẽ thắng hết tiền của Cảnh luôn. Có một bà còn nói với Cảnh là cứ chơi đi cậu, cứ chơi thoải mái đi, thua thì ghi nợ cho tôi ghi nợ cho khi nào có tiền trả. Tự tin như vậy luôn. Rồi bà nói là trời, dạo này tôi hên dữ lắm đó. Thì kiểu như á, là ba bà này cũng ăn rơ với nhau rồi, nghĩ là rủ cái thằng đó chơi rồi tụi mình chơi ép phe cho nó thua hết tiền nó, rồi có gì tiền thì tụi mình chia nhau. Thì chắc là ba bà này cũng như vậy rồi, tính như vậy. Thế kêu ông Cảnh lại chơi. Hôm đó là ngày đầu tiên Cảnh sử dụng đồng tiền. Khi chơi, Cảnh để cái đồng tiền đó vào trong miệng ngậm lại. Cái đồng tiền mỏng nhánh là các bạn, cho nên bỏ vào trong miệng ngậm lại vẫn có thể nói chuyện bình thường được. Khi mà ngậm đồng tiền vào trong miệng và chơi một hồi á, ổng thắng quá trời luôn. Dĩ nhiên là cũng có lúc thắng lúc thua, nhưng mà mỗi lần thắng thì chỉ được sử dụng Bạch Bản giống như là những gì Hoàng Tuyền đã dặn Cảnh. Cảnh không có làm trái lại. Có Bạch Bản mới thắng. Và cuối cùng là ù tới thập tam yêu. Tới thập tam yêu là ăn hết tiền của mấy bà ở trên bàn luôn. Ba bà đó tái xanh mặt mày lúc mà Cảnh đứng dậy, mấy bà hết tiền rồi, đâu chơi được nữa đâu. Cảnh đứng dậy rời đi, ba bà mặt bà nào bà đó cắt không có một giọt máu. Thì có thể là những cái bà nội trợ trong gia đình tiền chợ rồi mấy tháng trời bà tích góp, rồi bà nhiều khi bà lấy trộm tiền của chồng để chơi mạt chược để kiếm thêm tiền chợ. Ai nhè đâu bây giờ không những không kiếm thêm được tiền chợ mà còn mất hết tất cả những tiền chợ, thậm chí còn mất luôn cả số tiền mà những cái bà đó trộm của chồng nữa. Cho nên hả, bà nào bà đó tái mét xanh mặt mày. Khi mà Cảnh đi xuống dưới lầu, Cảnh rất là vui mừng và lấy điện thoại ra hớn ha hớn hở gọi để mà hẹn thêm những người khác để chơi trên mặt trượt, hẹn kèo khác, kèo này ăn xong rồi đi kèo khác. Thì vừa mới đi xuống dưới lầu thôi là một cái bịch xác của cái bà chủ nhà hồi nãy ở trên nhà mà Cảnh vô chơi đó nhảy lầu chết tại chỗ, chết ngay trước mặt Cảnh. Sau đó là bịch bịch hai bà chết sau lưng Cảnh luôn các bạn. Ba bà, Cảnh vừa rời khỏi nhà là ba bà nhảy xuống tự tử, nhảy lầu chết luôn ba người. Lúc này bắt đầu cảm thấy có gì đó nó khủng khiếp rồi đó. Khi mà Cảnh thấy như vậy là ổng công do ổng bỏ chạy, bởi vì ổng đâu có phải là cái người gây ra án mạng đâu, thấy thôi nhưng mà cũng ớn chứ bộ. Cả ba người rớt lần trước mới vừa bịch một cái, quay qua lần sau bịch 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 thêm hai cái xác nữa. Trời ơi má ơi, ba người chết trước mặt mình.
mà đã vậy ba người hồi nãy vừa mới chơi mặt trượt với mình ở trên đó nữa. Lúc này ông hoảng quá, ông bỏ chạy. Ông bỏ chạy qua một góc, sau khi đã trấn tĩnh được rồi thì lại tiếp tục. Thấy ở ngay cái chỗ mà ông núp á là ngay cái cửa của một cái sòng bài. Thế là ông trấn tĩnh được ổng một chút rồi ổng đứng dậy ổng đi vô sòng bài đó ông chơi. Mà vô sòng bài đó chơi ổng thua hoài. Thua liên tục thua mà thua mấy chục ván luôn. Ổng mới suy nghĩ, ủa sao mình thua hoài vậy? Suy nghĩ một hồi á, rõ ràng là mình có ngậm cái đồng tiền này rồi mà sao mình cứ thua, tại sao không tới thập tam yêu mà tại sao cũng không có bạch bảng để mình tới? Rồi đột nhiên Cảnh mới nhớ là lời của Hoàng Tuyền nói là mỗi một ngày khi mà tới được một ván thập tam yêu rồi thì sẽ không có tới được nữa cho đến cái ngày kế tiếp. Lúc đó nhìn đồng hồ là sắp 12 giờ đêm, là sắp qua ngày kế tiếp rồi các bạn. Cho đúng đến ngày kế tiếp luôn, Cảnh lại tiếp tục chơi và tới, và có tới thập tam yêu. Sau khi đã tới xong thập tam yêu là ông đứng dậy ông đi về liền, tại ông biết là xong thập tam yêu là ngày hôm nay có chơi nữa là cũng thua thôi, không thắng được. Trên đường Cảnh đi về buổi tối á, vắng vẻ, gió điều hiu heo hút, đi ngang qua một đoạn đường, Cảnh thấy có một con mèo đen. Nó cứ kêu lên là meo. Nó đi ở trên tầng thượng, nó vừa đi nó vừa kêu, mà trong ban đêm nữa cái tiếng mèo nó vang lên rất là xa. Cảnh cứ nghe thấy tiếng mèo kêu rồi ở đằng xa xa vẳng lại là tiếng chó sủa. Sau đó Cảnh nhìn lên chỗ cái sân thượng đó thì cái con mèo, thấy con mèo đen nó nhìn Cảnh rồi nó tiến tới nó cào người Cảnh nữa. Lúc đó là Cảnh phải hất cái con mèo đó ra, sau đó là bỏ chạy. Khi mà chạy về nhà mới nhận được tin đó là vợ Cảnh phải vô bệnh viện. Đó ông Cảnh không chạy vô bệnh viện thăm vợ như thế nào. Lúc mà vô thăm vợ thì bác sĩ mới nói với Cảnh là vợ bị động thai. Nhưng mà con của Cảnh thì chắc là có vấn đề gì đó, cần phải ở lại để mà điều tra, kiểm tra thêm. Nghe tin vợ như vậy vẫn tiếp tục các bạn. Qua ngày hôm sau đúng 12 giờ là ngày thứ ba, Cảnh vẫn đi đánh bạc trượt tiếp. Tại vì Cảnh nghĩ là bây giờ là Cảnh cần tiền, thứ nhất là để trả nợ, sau có tiền nữa có thể lo cho vợ con. Rồi đó là những gì mà ổng nghĩ được luôn á. Rồi ổng nói là bây giờ phải có tiền, bằng mọi giá phải có tiền. Bây giờ là bắt đầu tin vào những gì mà Hoàng Tuyền nói. Cái đồng tiền đó nó rất là ma mị, cộng với những ván bài mạt trượt mà Cảnh chơi nó rất là quỷ quái và nó rất là tà. Nhưng mà bây giờ phải chơi thôi. Qua đúng 12 giờ đêm ngày hôm sau thấy các bạn bắt đầu ngày mới là ổng lại tiếp tục vác đít lên và đi đánh bài mạt trượt. Ổng lại đi tới một cái sòng bài ở ngay chỗ cái sòng mà Cảnh vào chơi. Lúc đó đối diện Cảnh là một người đàn ông mập mạp và bận một cái áo ba lỗ màu trắng. Ông ta vừa ăn và vừa chơi mặt trượt. Hai ngồi hai bên đây là hai người phụ nữ, còn Cảnh thì ngồi ở đây. Người đàn ông kia ngồi ở đây. Thì lúc đó mới bày bài ra chơi. Chơi một hồi thì Cảnh mới tới thập tam yêu. Khi mà vừa mới đánh ra thập tam yêu và tới á, đột nhiên cái người đàn ông ngồi đối diện với Cảnh, ông bị mắc nghẹn. Ông đang ăn vừa chơi mà ông bị mắc nghẹn. Và ông mắc nghẹn không nuốt được đồ, ông cứ giật như vậy. Hai người phụ nữ kế bên không biết phải làm gì hết, mới nói là lấy nước cho ông uống. Thì cái người phụ nữ ở bên đây mới lấy ra một cái ly nước, mà ly nước đó là ly nước nóng nha các bạn. Nó cũng hơi nguội nguội nhưng mà nó vẫn còn nóng, đổ vào trong miệng của ổng nhưng mà hình như là vẫn chưa đủ. Cái người phụ nữ ở bên đây, bà còn khủng khiếp hơn nữa, bà còn lấy nguyên một cái bình thủy để mà đựng nước sôi á, pha trà đó, bà đổ hết vào trong miệng của ổng luôn. Trong khi ông giãy giụa, ông đau, ông nóng quá, ông giãy giụa, ông bị phỏng người mà. Còn bà đây thì bà cứ đổ, nước nó cứ tràn lên trên miệng rồi tràn xuống người của ổng. Không những là phỏng từ ở trên đây mà phỏng hết. Một hồi nữa là không phải là ổng bị nghẹn chết mà ổng bị nước sôi đổ vô trong miệng cho đến chết luôn á. Sau khi mà ổng chết rồi hai người kia bỏ chạy, Cảnh thấy hết toàn bộ sự việc mới chạy ra bên ngoài, ói quá trời ói luôn. Cái ông ngồi chơi chung với Cảnh là chết tươi tại chỗ mà chết xong rồi á, đồ ăn nó phọt ra bên ngoài, rồi hạ nguyên một cái người của ổng là phỏng bỏng rộp lên hết trơn, con mắt thì trợn tròng lên. Khi mà Cảnh chạy ra bên ngoài thì Cảnh lại vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Cái bà đó cũng lớn lắm rồi, tầm khoảng chừng 70 tuổi á. Đụng trúng bà và bà ngã ra bên ngoài đường. Bà đứng dậy bà chửi Cảnh, trong khi Cảnh đang ói quá trời ói luôn. Bà nói là cậu đi đứng kiểu gì mà tông vào người ta như vậy, đi như vậy coi chừng bị xe đụng chết á. Bà vừa mới nói xe đụng chết thôi các bạn, là ở đằng sau, ở đằng xa luôn có một chiếc xe chạy tới tông bà. Cán bà luôn, cán mà dẹp bí luôn nha. Không biết cán sao mà dẹp người bà nát bấy luôn. Khi mà cán xong thì ở cái xe kia mới dừng lại, nhìn xuống thì thấy là người ta đã đụng người rồi. Ở trên xe hai người tông cửa bỏ chạy, giục chiếc xe giữa đường luôn các bạn. Ngay lúc đó Cảnh mới hiểu ra một cái vòng lặp và một cái nguyên tắc. Khi mà Cảnh ngậm cái đồng tiền đó để mà chơi đánh bài, mỗi một khi mà Cảnh tới được cái ván cao nhất là thập tam yêu, đó là giới hạn mỗi một ngày được một ván đó, sẽ có ít nhất một người chết thảm thiết. Trong ngày đầu tiên là có 3 người chết, trong ngày thứ hai thì có thể có người nào đó chết, mà lúc đó là Cảnh đã rời đi rồi. Cảnh không biết là ở bên trong cái chỗ mà Cảnh chơi đánh mạt trượt xảy ra chuyện gì. Cái ngày thứ ba thì Cảnh chứng kiến luôn là trước mặt Cảnh xảy ra chuyện gì. Vừa mới tới thập tam yêu một cái là ông kia nghẹn chết tại chỗ, hai người phụ nữ kế bên đổ nước sôi vào miệng của ổng.
Rồi sau đó Cảnh đi ra bên ngoài lại thêm một cái người khác chết nữa. Tức là có rất là nhiều người động vào người của Cảnh hoặc tiếp xúc với Cảnh sẽ bị chết. Có thể là cái con ma ở trong cái đồng tiền nó rất là quái, nó sẽ xoay đổi vận mệnh của Cảnh. Cảnh có thể sẽ không may mắn nhưng nó sẽ gom hết tất cả những may mắn của Cảnh vào trong cái ván bài mạt chược để cho Cảnh tới một ván lớn nhất để ăn hết tiền ở trong cái chỗ đó luôn. Nhưng mà tất cả may mắn của Cảnh đã dồn vào trong cái ván bài đó rồi, cho nên người của Cảnh bây giờ là toàn là vận xui thôi. Ai mà động vào Cảnh hoặc tiếp xúc với Cảnh hoặc là một người nào đó bị xui lây đó thì sẽ bị nguy hại tới tính mạng. Thì lúc đó ổng cũng hiểu cái vấn đề đó, nhưng mà lúc đó Cảnh chỉ muốn có tiền thôi, không có muốn quan tâm tới những vấn đề khác. Cảnh cứ chơi, mặc dù biết là như vậy, mình chơi mình thắng bài đó sẽ có người vô tội chết, nhưng vẫn chơi và cứ như vậy. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, ngày thứ 11. Mỗi một ngày khi mà Cảnh đi chơi đánh mạt chược, Cảnh ăn cho đến khi mà thắng thập tam miêu trong ngày đó rồi thì ngừng chơi và tới ngày kế tiếp. Và cứ như vậy mỗi một ngày có vô số người chết, có người chơi xong rồi chết, có người chơi và chết ngay trên bàn mạt chược, máu đổ lên trên bàn mạt chược. Mỗi một ngày Cảnh thấy vô vàn người chết trước mặt Cảnh. Có người đang chơi, xã hội đen vô chém chết luôn các bạn. Cảnh vừa mới tới thập tam yêu là xã hội đen xong vô chém chết người đó luôn, ngay lập tức luôn. Cho đến cái bữa đó là cái hôm thứ 12, Cảnh cũng đi đánh bài hả hơi xong xuôi rồi thì nhận được tin vợ vào bệnh viện, chạy vào trong bệnh viện, vợ lại bị động thai. Lúc đó bác sĩ mới ra nói với Cảnh là cái thai của vợ Cảnh á có vấn đề, nó không được bình thường. Lúc này là ông bắt đầu sợ, ông mới ra bên ngoài ông bày đồ ra ông cúng. Ông bày ra nào là gà luộc, bánh kẹo, nhang đèn, rồi giấy tiền vàng mã, đứng ở đó cúng và khấn. Lúc mà sử dụng thì sử dụng ma quỷ, sử dụng đồng tiền quỷ để nhờ ma lên giúp đỡ. Đến khi cúng thì lại kêu gọi thần Phật tới giúp đỡ mình, thì không biết ai giúp đỡ được ổng nữa. Ổng cứ kêu là bây giờ ai làm người đó chịu đi, con lỡ ngu rồi con sẽ gánh tội cho con, chứ đừng có trút giận tội lỗi lên trên người của con. Bây giờ cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng mà đừng có để cho con của con có vấn đề gì. Thì ổng cứ đứng đó ổng lại, xong đó ổng quăng giấy tờ nhàn bạc tùm lum hết. Ổng mới nhìn qua bên kia đường có một con chó nó cứ đứng nó sủa. Sau khi cúng xong rồi, Cảnh mới lấy cái con gà lên, lấy một cái khúc xương gà quăng qua cho con chó đó, quăng ra giữa đường. Con chó vừa mới tới gặm cái xương gà đó lên thôi các bạn, có nguyên một chiếc xe chạy ngang qua cán con chó đó nát bét. Lại là đụng tới đồ của ông Cảnh là chết chứ không có được bình yên đâu. Hôm đó đồng thời cũng là cái thời hạn hết 12 ngày của chị Lợi cho Cảnh. Qua ngày hôm sau là ngày thứ 13, không đủ tiền để mà nộp cho chị Lợi là chị Lợi thanh toán. Qua ngày hôm sau là ngày thứ 13, chị Lợi lại nhắn tin đòi nợ. Cảnh mới gọi điện nói với chị Lợi là hay là bây giờ tụi mình đánh với nhau một ván bài mạt chược cuối cùng. Khi mà đánh xong ván này, nếu như mà em thắng thì chị làm gì cũng được, chị có thể chém chết em. Nhưng nếu mà em thua thì coi như là chị có thể xóa nợ cho em hoặc là cho em thêm thời hạn, coi như đây là cái ván bài sinh tử của em. Thì lúc đó chị Lợi đồng ý, tại vì chị Lợi cũng là một cái người chơi mạt chược rất là sành sỏi, và nói chung là lên tới cái vai trò gọi là chị đại đó là sẽ không phải là vạn dạng vừa đâu. Lúc đó chị Lợi, Cảnh và cả hai người đàn em của chị Lợi, bốn người cùng ngồi xuống một cái bàn chơi mạt chược, bày đồ ra chơi. Đó là ván bài quyết định sinh tử. Ban đầu khi mà bóc bài, Cảnh cứ nói là ủa sao đổ mồ hôi hột luôn các bạn, ván bài sinh tử mà, bóc bài mà sao không có ra thập tam yêu, không có phải là 13 con bài khác nhau. Rồi sau đó Cảnh mới sực nhớ là chưa có ngậm cái đồng tiền, Cảnh mới lấy cái đồng tiền và bỏ vào trong miệng ngậm lại, rồi lại tiếp tục chơi. Chơi một hồi thì bóc được thập tam yêu, bóc được 13 con bài khác nhau. Thì lúc đó Cảnh mới nhìn xung quanh, lúc mà vừa chơi vừa bóc bài, Cảnh có thấy thấp thoáng ở đằng sau lưng của chị Lợi, ở xa xa là có bóng của một người phụ nữ tóc dài cứ đi qua đi lại, thoát ẩn thoát hiện ở đằng sau lưng của chị Lợi. Rồi cả hai bên đây, hai người đang ngồi ở đây nữa, nói chung là nhìn xung quanh cái căn phòng đó, Cảnh cứ thấy có người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện, là cái con ma nó cứ thoát ẩn thoát hiện ở trong phòng đó. Là ở 12 ngày trước không thấy, nhưng mà cái ngày thứ 13 lại thấy, nhà nó hiện lên cho thấy luôn, nhưng mà không thấy rõ, chỉ thấy thoát ẩn thoát hiện thôi. Thì lúc đó Cảnh chỉ nghĩ ở trong đầu là cầu cho ra được thập tam yêu để thắng cái ván thứ 13. Thắng sau cái ván này nữa là coi như là có thể là cái nợ này nó cũng đỡ. Rồi mình cũng có thể thoát khỏi cái vòng lặp là chơi bài thập tam yêu rồi để cho người ta chết vô tội vì mình. Thì đó là những gì mà Cảnh hy vọng. Lúc mà chơi thì Cảnh lại bóc được một con không phải là bạch bản, tức là một bộ bài thập tam yêu, thập tam là 13, là 13 con bài hoàn toàn khác nhau, nhưng mà phải bóc thêm một con nữa là được 14 ba lá mới tới được. Thì khi mà bóc được một con 14 thì cái con đó bất kỳ các bạn, trong nguyên một bộ bài bóc con gì tới cũng được.
tại vì mình đã có 13 con thập tam yêu rồi. Nhưng mà trong trường hợp của Cảnh thì Cảnh chỉ tới được khi mà Cảnh bóc được cái con bạch bản thôi, chứ còn bắt con khác thì không tới được nha. Tới là chết đó, tại vì lời của ông Quang Tuyền, ông nói á là nếu mà tới bằng con khác, không phải tới bằng con bạch bản, thì Cảnh sẽ không thể nào thoát khỏi cái vòng lặp đó. Cho nên ông cứ cố gắng bóc cho được cái con bạch bản, và cuối cùng thì cũng tới được con bạch bản, tới thập tam yêu. Thì ngay cái lúc đó là tới thập tam yêu, là cũng là cái bộ thập tam yêu thứ 13. Theo như là những gì mà ông Hoàng Tuyền nói là tới đó là có thể chấm dứt được cái vòng lặp rồi. Tuy nhiên, xui cho Cảnh lúc đó là hai người đệ tử của chị Lợi cũng tới thập tam yêu, là thập tam yêu thứ 14 và thập tam yêu thứ 15. Lúc đó ông Cảnh đứng người luôn. Ông Hoàng Tuyền ông nói là đúng 13 thập tam yêu. Trong ván bài cuối cùng hãy cẩn thận, không được quá 13 thập tam yêu. 14 không được, 15 không được, đúng phải đúng là 13. Khi đó người của Cảnh bị sốc và bị giật, giống như là giật kinh phong vậy đó. Lúc mà tỉnh lại rồi á thì nhìn xung quanh không thấy chị Lợi và cũng không thấy hai cái người đệ tử của chị Lợi ở đâu hết. Cả ba người đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Có một mình Cảnh ở đó thôi. Rồi Cảnh lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Cảnh mới chạy tới bệnh viện. Là cái hôm đó là cái hôm thứ 13, là cái ván thập tam yêu thứ 13 vẫn chưa có người chết trước mặt Cảnh. Thì lúc đó Cảnh mới vội vã chạy vào trong bệnh viện. Khi mà vừa chạy vào trong bệnh viện á, thấy nguyên một cái đoàn bác sĩ và y tá chạy ra từ phòng mổ tán loạn chạy. Cảnh mới vội vã chạy vào trong cái phòng đó như thế nào. Khi mà chạy vào bên trong cái phòng mổ đó, ở giữa cái phòng cấp cứu đó là một cái giường của phụ sản đang nằm để mà đẻ đó. Nhưng mà cái người nằm ở trên cái giường đẻ đó chính là vợ của Cảnh, lúc này đã nằm bất tỉnh, hai con mắt trừng trừng ra. Không phải là bất tỉnh mà là chết rồi các bạn. Còn đứa con của Cảnh á, vẫn còn treo toàn ten ở dưới á, cái giường ở đây đúng không? Thì đứa con đã được đẻ ra bên ngoài nhưng mà chưa được cắt cuốn rúng nữa. Nó vẫn còn treo toàn ten ở đây, cái cuốn rúng vẫn còn dính chặt vào trong người đứa bé. Cảnh lúc này là hết sức đau lòng tới tột độ, thấy vợ mình chết đó rồi con của mình. Không biết tại sao những cái người bác sĩ kia ít nhất cũng phải cắt rúng rồi làm cái gì này nọ cho con mình, chứ tự nhiên nguyên một đám bác sĩ bỏ chạy. Cảnh tiến tới run run người, tiến tới gọi tên vợ mình nhưng mà vợ mình đã chết rồi. Lúc còn sống không chăm lo, bây giờ người ta chết rồi lo được cái gì nữa. Tuy nhiên Cảnh vẫn cố tiến tới và ẵm đứa con mình lên, dù gì nó có chết rồi thì mình vẫn có thể nhìn thấy mặt của nó, coi là con của mình mặt mũi như thế nào. Khi mà Cảnh ẵm đứa con lên thì mới hoảng hồn ra, đứa bé không có mặt các bạn. Quy một cái gương mặt ở đây không có mắt tai mũi miệng, chỉ không có một cái gì hết, giống y như là một cái khoảng trống ở đây thôi. Và y hệt như là cái con bài bạch bản gì đó. Cái con bài bạch bản cũng là một cái ô trống quá à, đâu có gì đâu. Thì nhìn cái đứa bé nó giống y, cái gương mặt của nó giống y như cái con bài bạch bản á các bạn, không có cái gì ở đây hết. Và đó là kết thúc cốt truyện đầu tiên của Sợ Đến Chết. Nói về cái tựa đề là Sợ Đến Chết thì mình nghe có vẻ như là đáng sợ, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng không có phải là có một cái gì đó đáng sợ quá đâu. Khi xem á cũng chả có cái gì nó làm cho mình sợ, nó giật mình đó các bạn. Tại vì phim hồi xưa mà bây giờ người ta còn hù mình thì mình sẽ giật mình dữ lắm, nhưng mà phim hồi xưa chả có gì giật mình hết. Chỉ là một cái nội dung thì Bắp thấy nó khá là hay. Đây là một cái cốt truyện khá là lý thú, ngậm một cái đồng tiền quỷ quyệt, một cái đồng tiền quỷ quái và thắng liên tiếp 13 ván mạt chược. Tuy nhiên 13 ván mạt chược đó là do cái con ma đó nó hiện lên và nó làm cho cái người ngậm cái đồng tiền đó thắng. Dạng như là hình như là cái con ma đó nó ám cái đồng tiền và nó sẽ giúp cho cái người ngậm đồng tiền đó thắng được mạt chược. Tuy nhiên nó sẽ đem vận xui đến cho những người khác, giống như là hồi nãy Bắp nói. Thì đó là một trong những cái mà Bắp nghĩ nó là như vậy thôi, chứ không phải là bộ phim này nó nói là như vậy. Tức là Bắp nghĩ là có thể cái con ma ở trong cái đồng tiền đó sẽ hoán đổi vận may của người ngậm đồng tiền đó và sẽ mang vận may đó lên trên sòng bạc. Tuy nhiên những người xung quanh người đó sẽ gặp tai nạn chết người. Nói về phần của Cảnh thì Cảnh quá tệ rồi Cảnh nha, Cảnh tệ lắm Cảnh ơi. Tại vì là một người đã có vợ và người vợ đang mang bầu nhưng vẫn không lo làm ăn đàng hoàng chính trắng mà đi cờ bạc. Và cái dòng cờ bạc nó đã càng thua thì sẽ lại càng thua thôi. Người chơi người ta nghĩ là thua, gỡ, nhưng không bao giờ gỡ được các bạn. Đã là cái dòng chơi cờ bạc thì về cái phần áp lực tâm lý á, mình càng sợ thua thì lại càng thua. Cờ bạc á, mà vướng vào rồi thì rất là khổ. Không những khổ cho Cảnh mà còn khổ cho cả vợ và con của Cảnh nữa. Tội cho đứa bé chưa chào đời đã phải chịu nghiệp của cha của mình. Và do cái nghiệp của Cảnh nữa là khi mà ngậm cái đồng tiền đó, có thể là ban đầu không có biết được sự việc như thế nào, nhưng sau khi biết sự việc vẫn tiếp tục chơi. Thì nói chung là mình cũng không thể nào trách Cảnh, nếu như mà đặt trường hợp vào Cảnh á, khi mà đã biết rõ cái sự việc là cái đồng tiền đó nó quỷ quyệt, nó quỷ quái đến như vậy, khi mà chơi thắng một ván bài sẽ có một người chết đi, mà mình lại không chơi thì cái sự việc đó nó sẽ liên tiếp và không bao giờ chấm dứt.
thì có thể là phải chơi cho đến khi nào mà đủ 13 gián thập tam yêu thì mọi thứ mới chấm dứt. Hy vọng là mọi thứ sẽ chấm dứt thôi. Và khi đã chơi thì sẽ không được dừng lại. Cho nên đó là một cái lựa chọn duy nhất và cuối cùng mà Cảnh có thể làm. Tuy nhiên, ở ngay cái gián cuối cùng là cái gián mà Cảnh cần nhiều sự may mắn nhất lại không được may mắn. Lại xui một cái là không những một mình Cảnh được thập tam yêu. Lúc đó nếu như chỉ một mình Cảnh được thập tam yêu thôi thì có lẽ là mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, hai người chơi kế bên Cảnh cũng được thập tam yêu. Thành ra ngay trong cái ván bài đó, tới đếm lên là tới 15 cái thập tam yêu. Trong khi Hoàng Tuyền đã nói là chỉ duy nhất kết thúc cái lần cuối cùng là 13 thập tam yêu mà thôi. Còn nói về phần của Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền cũng đã chết ngay cái ngày thứ 12 rồi các bạn. Lúc mà xảy ra nhiều chuyện như vậy á, lúc mà nghe tin là vợ của Cảnh vào trong bệnh viện rồi bác sĩ phán là con của Cảnh không có được bình thường á, thì Cảnh có đi tìm Hoàng Tuyền nhưng mà lúc đó Hoàng Tuyền đã chết rồi. Có thể Hoàng Tuyền cũng là nạn nhân của cái đồng tiền quỷ quái đó. Không biết là ông ta đã trải qua hết 13 cái thập tam yêu hay không, nhưng mà có vẻ như là có thể đã trải qua và có thể cũng đã vượt qua đúng 13 thập tam yêu, nhưng vẫn không vượt qua được số phận quái ác do đồng tiền đó gây ra. Và đó là hết cốt truyện đầu tiên của bộ phim Sợ Đến Chết được sản xuất vào năm 2008. Bác sẽ kể hai phần còn lại của bộ phim Sợ Đến Chết vào những video khác. Bác có lẽ là tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.